Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn về tạo nút like, nút subscribe để sell cho kênh YouTube. Mời các bạn cùng xem phần hướng dẫn của mình nhé. Trước tiên chúng ta cần cài một phần mềm Camtasia chẳng hạn. Cái này các bạn lên mạng download về, download về nhé các bạn nhé. Đây là Camtasia này. Camtasia Gcode rồi các bạn. Khi cài Camtasia nó sẽ là Camtasia. Cái này rất là nhiều trên mạng. Vào trang web, trang YouTube của mình. Rồi cho các bạn vào vùng gần quay các bạn này. Select address to record. Rồi chúng ta cần lấy hai cái phần dữ liệu. Trước tiên chúng ta quay cái nút đăng ký này các bạn này. Và theo dõi mình cần quay đến tầm 5 đến 7 giây thôi các bạn. Ok, các bạn xem nhé, rất là đơn giản. Rồi đăng ký, rồi xong stop. Đây là được một nút nút đăng ký. Và giờ chúng ta quay cái phần sale cho kênh của mình, ta vào tiếp lại, quay lại nằm y như vậy các bạn. Đã chọn vùng để quay các bạn nhé. Các bạn theo dõi customers, vùng quay, ấn chuột chuột trái các bạn. Gì đây? Rồi ta quay, quay tầm 57 giây là được các bạn. Rồi 5 giây chúng ta top nha. Rồi vậy là chúng ta được hai trường dữ liệu. Bây giờ chúng ta cùng ráp nó lại để tạo ra nút like, subscribe. Bạn theo dõi nha. Phần này dư mình sẽ cắt bỏ. Rồi. Xem thử, xem thử. Cái chuông này chúng ta cho thêm một cái âm thanh cho nó hấp dẫn các bạn nhé. Lên mạng lấy âm thanh các bạn ghép vào. Đây là mình có sẵn, đã đào sẵn rồi. Xem thử. Vậy chúng ta đã tạo ra được cùng video like, subscribe cho kênh của mình. Bây giờ chúng ta sẽ group cái này lại để điều chỉnh các bạn. Các bạn xem cái group này.
Boolean hit và group thành một nhóm luôn. Đấy. Bạn trước bắt đầu mình điều chỉnh để cho nó ẩn hiện. Chúng ta vào animation các bạn. Bạn chọn animation custom. Không, chưa chưa được các bạn. Trước khi ta làm được ở ngay số. Rồi chọn custom. Sau đó kéo cái này lên để ta lôi cái này lên. Đó, các bạn thấy là giờ nào đấy rất hấp dẫn không. Bây giờ đến giai đoạn bấm chuông xong bạn muốn cho ẩn đi. Các bạn chọn custom, các bạn kéo. Xem lại thành quả nhé các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Vậy là chúng ta đã tạo ra được một nút like, subscribe cho kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ ghép thử một cái video và xem nó đẹp như các bạn nhé. Kết sang bên này, Ctrl V. Và chúng ta cùng xem các bạn nhé. Và mình che đây, mình các bạn không thấy, mình sẽ kéo xuống cho các bạn nhìn này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rất là hợp lý. Đấy, một cách rất là đơn giản để tạo ra nút like. Nếu các thấy video hay ý nghĩa thì các bạn xin các bạn like và subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại.